Thực hiện chương trình công tác năm 2021 và chủ trương chung sức xây dựng nông thôn mới, vừa qua ban chỉ huy quân sự huyện đã tặng 10 tấn xi măng hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại thôn Minh Xuân, xã Ngọc Trung. Trong không khí vui tươi phấn khởi của buổi lễ, đồng chí chính trị viên ban chỉ huy quân sự huyện đã trao 10 tấn xi măng cho đại diện thôn Minh Xuân, xã Ngọc Trung. Đây là món quà được sẻ chia từ nguồn kinh phí đóng góp vận động của ban vận động xây dựng nông thôn mới. Ban chỉ huy quân sự huyện đã vận động cán bộ chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ toàn huyện. Phát biểu tại buổi lễ bàn giao, đồng chí Nguyễn Văn Đức, chính trị viên ban chỉ huy quân sự huyện khẳng định, Đảng ủy ban chỉ huy quân sự huyện xem việc chung sức xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của lực lượng vũ trang. Xi măng trao cho thôn Minh Xuân hôm nay được trích từ nguồn kinh phí vận động xây dựng nông thôn mới trong phong trào thi đua chung tay xây dựng nông thôn mới. Được biết, thôn Minh Xuân, xã Ngọc Trung được công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. Hiện nay cán bộ và nhân dân trong thôn đang tích cực hoàn thiện các tiêu chí tiếp tục xây dựng thôn kiểu mẫu để phấn đấu hết năm 2022 được công nhận. Vì vậy, từ sự nỗ lực này, thôn có thêm động lực và sẽ sử dụng món quà của lực lượng huyện trao tặng để xây dựng cơ sở vật chất, chỉnh trang thôn thêm đẹp hơn, sớm đạt được mục tiêu trong phong trào xây dựng nông thôn mới.